Đây là Tom. Tom có thân hình ốm yếu thường bị mọi người cười chê và bắt nạt. Tom đến lớp, bạn bè ai cũng xa lánh Tom. Hôm đó Tom cầm chiếc nhẫn với tất cả sự chân thành cầu hôn cờ rút. Nhưng Tom bị cờ rút thẳng thừng từ chối. Tom quyết tâm phải thay đổi chính mình. Tom tập tạ từng giờ từng ngày. Tom cố gắng để cờ rút thấy đã sai khi từ chối Tom. Hai tháng sau, Tom ốm yếu ngày nào, này đã có một body vạn người mê. Tom đi trên con phố nơi mình từng bị mọi người cười chê. Giờ đây bạn bè đã không còn ai cười chê ngoại hình của Tom nữa, nhưng Tom vẫn cố gắng hơn từng ngày. Tom tập luyện boxing để chuẩn bị thi đấu. Đứng trước đối thủ to con hơn nhưng Tom vẫn không hề run sợ. Chỉ với một cú knockout chí mạng, Tom đã hạ đo vàn đối thủ. Trọng tài bắt đầu đếm ngược và tuyên bố, nhà vô địch chính là Tom. Cờ rút năm xưa thấy Tom ngon quá quay lại nhưng Tom đã say no. Bởi vậy đừng buồn khi bị từ chối mà hãy cố gắng phát triển hơn từng ngày nhé mọi người.